truyền thông, ngân hàng nhà nước, báo Tuổi Trẻ phối hợp với công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan vừa tổ chức hội thảo nâng cao bảo mật an toàn giao dịch không tiền mặt. Hội thảo nằm trong chuỗi khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt năm 2024. Hội thảo được vinh dự đón tiếp lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo nhiều bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo sở ban ngành các địa phương. Bên cạnh đó, hội thảo còn có sự tham dự của đông đảo đại diện của các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia kinh tế. Việc thực hiện thanh toán không tiền mặt vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, mà trong đó vấn đề bảo mật, an toàn giao dịch cho người dùng là một trong những vấn đề đang là trở ngại khiến cho người dân còn e ngại khi sử dụng. Với chủ đề rất thiết thực của hội thảo hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh xem đây là cơ hội để xác định những giải pháp căn cơ để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thanh toán không tiền mặt trên địa bàn thành phố. Hội thảo được tổ chức thành hai phiên, trong đó phiên 1 có chủ đề nâng cao khả năng bảo mật cho các ngân hàng. Các tham luận của phiên 1 tập trung vào các nội dung đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, thực trạng chiêu trò lừa đảo của tội phạm mạng, giải pháp ngăn ngừa, rủi ro gian lận trong thanh toán số trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam. Sau hơn một năm cho đến ngày hôm nay thì có thể nói rằng là hầu hết các tổ chức tín dụng đã thực hiện triển khai cái tìm hiểu rồi áp dụng các cái công nghệ để thực hiện cái việc làm sạch dữ liệu khách hàng của mình thông qua cái việc mà ký kết với trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, là mà cụ thể ở đây là trung tâm RA, với một cái sự mà phối kết hợp tổng thể từ hành lang pháp lý rồi đến ứng dụng cái giải pháp công nghệ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành ngân hàng với C06 và cụ thể là trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, thì chúng tôi tin rằng là mùng 1 tháng 7 này thì các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ thực thi đúng và đầy đủ các cái quy định của trong quyết định 2345. Với chủ đề nâng cao khả năng bảo mật cho giao dịch cá nhân, các tham luận của phiên 2 xoay quanh nội dung ứng dụng AI để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán trực tuyến, giải pháp công nghệ cho bảo mật an toàn giao dịch ngân hàng. Ngân hàng đã triển khai quyết định 2345 trên QĐ-NHN của Ngân hàng Nhà nước như thế nào? Cái quá trình mà áp dụng các cái biện pháp an toàn bảo mật nó là luôn luôn cần thiết. Và quá trình này là một quá trình liên tục và nâng cấp. Thế thì trong thời gian vừa qua thì Napas cũng đã phối hợp với các ngân hàng cũng như các trung gian thanh toán, đặc biệt là các cổng thanh toán để cung cấp các giải pháp về an toàn bảo mật. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta trong vòng 10 năm gần đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì, các giải pháp công nghệ đã có sự thay đổi. Thói quen hành vi của người mua hàng thì cũng có sự thay đổi. Họ đã chuyển dần sang sử dụng từ máy tính PC sang việc là sử dụng điện thoại di động để thực hiện xác thực. Và trên cơ sở là điện thoại ngày càng trở nên thông minh thì những hiện các cái biện pháp xác thực mà sử dụng sinh trắc học ấy, thì cũng đã được dần dần trở nên phổ biến. Thế thì đấy là những câu chuyện mà đấy là lý do tại sao mà Napas phải liên tục nâng cấp các cái giải pháp an ninh an toàn để đảm bảo cái việc thanh toán trực tuyến ở trên không gian mạng và đặc biệt là cho việc mua sắm online ngày càng trở nên an toàn hơn. Chúng tôi luôn hỗ trợ cho việc thanh toán không tiền mặt và mở rộng những cái thanh toán không tiền mặt thông qua nhiều liên kết khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng hiện tại chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức và chúng tôi phải cố gắng bảo vệ cho dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cũng hỗ trợ bằng rất nhiều hình thức thanh toán khác nhau. Chúng tôi đã cho thấy người tiêu dùng có số lượng giao dịch tăng lên và quy mô thanh toán cũng tăng lên. Ngoài cái việc là nâng cao nhận thức của khách hàng thì cần rất nhiều các cái giải pháp về kỹ thuật cũng như chính sách của các cái tổ chức cùng chung tay, nhất là đứng đầu là Ngân hàng Nhà nước, các bộ ban ngành, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông cùng vào cuộc để giúp cho khách hàng có thể là nâng cao nhận thức, thứ hai là đưa ra các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như là cái giải pháp của quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước là quyết định 2345 về hạn mức khi mà chuyển tiền trên 10 triệu hoặc là trên 20 triệu một ngày đối với khách hàng thì đều phải là xác thực bằng khuôn mặt. Bên cạnh đó, mỗi phiên còn có phần thảo luận về các giải pháp để bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục. Giải pháp để nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân, bảo vệ người dùng.
Hội thảo nói riêng và chương trình Ngày không tiền mặt nói chung đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ tại các đề án. Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, đề án thúc đẩy thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.